Chào các bạn, xin chào các bạn. Thì trong phần ngày hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu với mọi người về kỹ thuật gọi là IO mapping. Thực ra cái này cũng không có gì là ghê gớm. Kỹ thuật này được sử dụng nhiều trong cái phần gọi là vi xử lý. Cái nhiệm vụ của nó giống như cái việc các bạn gắn các cái port IO của con vi điều khiển cho một cái biến trong cái bộ nhớ độ của con vi điều khiển, và từ đó các bạn chỉ cần truy xuất cái biến nội đấy, và sau này các cái chân có đảo vị trí thì các biến đấy không bị thay đổi. Đó là cái nợ điểm. Tương tự như vậy thì việc sử dụng IO mapping trên PLC cũng được trình bày như vậy. Thì cái kỹ thuật này không phải có chỉ là áp dụng cho mỗi Rockwell, không phải vậy, các khác đều có thể áp dụng. Tuy nhiên là do người ta có áp dụng hay chưa, do cách làm của mỗi người. Thì trong phần nội dung hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu các bạn các cái bước. Thứ nhất đó là về cái Hiếu vẫn rồi mở lại cái project của Home, về nó là controller logic do Hiếu khởi tạo. Thì trong cái phần để có thêm gọi là cái phần IO thì các bạn như là lần trước là chúng ta mới chỉ có khởi tạo con PC, thì ở đây Hiếu khởi tạo, ví dụ như ở đây là Hiếu có khởi tạo ra module IO, nhưng mà tuy nhiên để Hiếu delete đi. Rồi ok. Như vậy một module gốc chưa có gì hết. Hiếu bấm chuột phải vào IO, chứ config là bấm chuột phải vào backplane ha. New module. Thì ở đây Hiếu chỉ chọn là nó có hai cái là control step, thì nó đọc ra những cái phần gọi là hỗ trợ về module đó. DIDO, IEAO, communication hoặc là controller, hoặc các bộ lập trình khác vân vân, hoặc các điều khiển về motion control, drive. Đó. Còn bên này thì nó là dành cho vendor. Thì nếu dành cho vendor thì các bạn cần phải lưu ý là tất cả các hãng mà được nằm trong vendor của Rockwell, của PC 400 đây này, đều có thể được sử dụng về phần cứng khi chúng ta add vào. Đó. Thì ở đây Hiếu lựa chọn là bỏ Rockwell thôi, nên Android này Hiếu bỏ này đi. Hiếu sử dụng là chỉ có là digital thôi. Hiếu check này, Hiếu chọn là digital. Rồi Hiếu add một cái module input. Để, ví dụ Hiếu add ở đây là đâu rồi. Nói chung tùy mọi người lựa chọn trên phần cứng của mình tương ứng. Còn do đây Hiếu chưa có test trên, chưa còn đây cái chương trình này đổ xuống cái phần cứng cho các bạn coi, do đó Hiếu lấy đại một cái là cũng được, sau này thì chỉnh lại như vậy thôi. Đây thì ok, Hiếu chọn là 16V ha, 16V từ 30V cho tới 60V để cung cấp cho PLC, hoặc là chọn đây đi 16V input, tức là 16 ngõ vào input, điện áp cấp từ 10V cho tới 30V đều xin hay chuột đều xài được do cách đấu của mỗi người. Chọn break version, rồi ở version mới nhất, rồi đặt tên, không đặt tên thực kệ không quan tâm, vị trí slot. Tại vì như đã nói là về con control logic là các bạn có quyền gắn ở bất kỳ cái backplane. Backplane tức là cái giống như bên các hãng khác gọi là thanh DIN rail á, thì nó giống như cái thanh DIN rail của PC 400 của Siemens, để các bạn chỉ gắn jack vào. Thì một số hãng cũng có, ví dụ như của thằng PC Fanuc cũng tương tự. Rồi chọn Hiếu lấy tất cả các dữ liệu là input data, thì gồm có là tất cả các time sampling hoặc các trend, hoặc cái mấy cái ứng dụng này thì Hiếu cũng chưa tìm hiểu hết, do đó là Hiếu không dám nói kỹ về phần các phần mà Hiếu chưa nắm rõ. Thì ở đây như là Hiếu tìm hiểu thì khi lấy một cái data nó gồm có nhiều lắm, cái riêng VC của Rockwell là các bạn lấy được nhiều. Còn nếu như mình lấy listen only input data, tức là chỉ lấy ngó vào thường thuần túy, kích lên kích xuống để lấy in out bình thường thôi, còn không cứ lấy hết đi không sao cả. Chọn slot rồi ok. PLC mình slot 2, giờ mình không thích slot 0, mình thích slot 3 thì tăng lên vậy thôi, hoặc đánh số vào. Chọn ok. Rồi, còn cái cấu hình này sẽ trình bày sau. Ok, như vậy ở đây thì nó sẽ có ra logo. Giờ Hiếu add thêm một cái là output. Rồi ok, check. Rồi, check. Đây. Rồi chọn in rồi giờ chọn out. Out DC đây, 16 Pro. Rồi, giờ version mới nhất. Rồi, hôm nay 3 giờ chọn 4 đi. Tất nhiên 3 nó sẽ không chịu. Tại vì file nó đã có tồn tại rồi. Đó. Nên các bạn cứ yên tâm. Các bạn không có chuyện mà các bạn sẽ xài trùng lắp ở đây. Ok. Ok. Các phần về cấu hình thì Hiếu sẽ nói sau về phần cấu hình trong những thời gian sắp tới cho các bạn xài. Còn đối với các chế độ mà chỉ là download, upload, test device này kia thì đối thao tác là vậy. Ok. Rồi, Hiếu khởi tạo ra như vậy. Như vậy là cách truy xuất địa chỉ này Hiếu từ lúc sẽ nói sau. Thì ở đây như là Hiếu tạo ra một cái sprouting, chương trình con đặt tên là IO mapping ở đây. Thì giống như hồi hôm Hiếu tạo ra cái timer sprouting, không chật phải add cái new routing gì. Đúng không? Các bạn coi này video trước đó để các bạn thực hành. Thì ở đây sau khi Hiếu tạo ra xong Hiếu sẽ gọi nó ra ở đây và gọi nó ra ở đây giống như là gọi chương trình con time sprouting lần trước. Đó. Rồi Hiếu bắt đầu vào trong là IO mapping, Hiếu viết chương trình. Thì cách viết là lấy ra các phím tắt thì các bạn có thể coi là video trước Hiếu nói thì cũng không nhớ hết được đâu. Đôi khi cũng dùng thao tác chuột nhưng mà cách mình làm sao để cho cái thao tác của mình nhanh hơn thì cái người mà nhìn mình lập trình họ cũng cảm giác mình professional hơn một chút xíu. Thì cái việc sale này cũng dễ dàng, nếu mình chưa hoàn thành thì mình sale lại yên tâm, mình check lỗi thì nó vẫn hiển thị là chưa hoàn thành. Nên các bạn cứ yên tâm trong cái việc mà thực hiện. Đang làm dở dang uống cà phê, đi uống cà phê bạn nghỉ, đi uống về làm tiếp thì các bạn. Thì ở đây để đấy rất đơn giản, khi mà add một cái device vào như ở dưới đây mọi người thấy là khi mình add vào ngay cái phần phía dưới ấy, nó sẽ có chọn hiện ra là local 3.i input rồi dưới là local 4 output ha. Thì thực ra là phần cứng khi nó các cái tag của controller nó sẽ nằm trong mục là controller tag, các bạn chỉ cần truy xuất vào đây. Rồi cái module của mình gắn vào vị trí số 3 nên nó là local 3, dữ liệu vào là input nên chọn là in, còn các cái phần ở trên nó liên quan tới các phần khác thì mình chưa có xài bỏ qua, còn Hiếu chỉ xài ở cái mục là file, Hiếu cũng không xài, Hiếu xài chỉ data thôi. Ở đây các bạn thấy mình lấy có 16 in 16 out mà đây nó ra tới là 32. Tại đây là cái kiểu gọi là kiểu khai báo của nó. Tuy nhiên mà các bạn chỉ có xài được từ 0 tới 15 thôi. Còn 16 là các bạn chỉ có là 16 thì làm sao các bạn xài từ 0.16 được. Do đó là các bạn xài từ 0 tới 15. Đó. Còn cách khai báo là tại sao là vậy thì đây là cái quy định của nó lấy ra thì nó mặc định như vậy. Thì cái này Hiếu cũng hỏi bạn bè rồi thì ok đúng chính xác là như vậy. Thì đây Hiếu chỉ cần muốn là copy cái dữ liệu này đưa vào IO mapping rồi, hoặc đơn giản chọn không chọn đây cũng được, chọn data chấm không ok. Đó. Rồi còn cái này thì Hiếu tạo ra một cái gọi là input Rồi bấm chuột phải F tạo new brick new tag. Rồi ok. Tương tự như vậy. Rồi còn những cái phần này ví dụ như tạm thời chưa xài thì DIN rail chính là network. Rồi combine thì nó báo nối ở đây là có một cái biến chưa được định nghĩa thì rất đơn giản, các bạn nhấp vào đó chọn định nghĩa. Khi Hiếu làm như vậy mục đích để cho các bạn thấy là nếu các bạn chưa định nghĩa biến thì các bạn cũng không sử dụng được. Và nếu có lỗi thì hệ thống sẽ tự check cho bạn, kiểm tra về cái này. Thì cái phương pháp này là gọi là mapping, tức là đưa cái, thay vì sử dụng trực tiếp cái biến này, nếu mà các bạn sử dụng nhiều lần các bạn sai sót hoặc là giờ các bạn muốn đổi từ biến này sang biến này, đổi từ chân này sang chân này, nhưng nếu trong lập trình như vậy các bạn đổi rất nhiều thì các bạn chỉ giữ nguyên biến này và đổi chân thì các bạn chỉ cần thay cái chân tương ứng. Về kỹ thuật này sẽ giúp cho các bạn giảm thiểu về thời gian khi chỉnh sửa chương trình. Ví dụ như trong một dự án người ta cần spare một số cái chân dự phòng để sau này nếu hư thì các bạn có thể thay sang vị trí đó. Thì nếu các bạn bằng cách là sử dụng cái địa chỉ trực tiếp như vậy thì các bạn phải thay một dãy một loạt, rất là khó khăn. Trong khi với cái việc mapping này thì các bạn chỉ có thay trong cái chương trình gọi là IO mapping này thôi. Input là vậy thì output cũng tương tự và các bạn gọi ra thì cũng giống nhau. Rồi về nội dung buổi học ngày hôm nay thì Hiếu chỉ hướng dẫn vậy. Để trong cái phần tiếp theo Hiếu sẽ quay lại là về hoàn thành, cho nó hoàn thành về phần counter để các bạn hiểu được. Tại vì giờ các bạn có một số cái bài tập. Trong những cái phần sau Hiếu sẽ lấy cái bài tập trong cái chương trình của Siemens đưa cho các bạn làm thì cũng tương tự như vậy. Còn ngoài ra các buổi học sẽ theo thứ tự ha. Counter, sau khi các bạn cùng thực hành với Hiếu về counter thì sẽ thực hành tiếp theo là về các lệnh compare, so sánh ha. Lệnh di chuyển thì cũng khá đơn giản chứ không có gì hết. Những bạn nào làm rồi thì làm lại thôi. Còn ngoài ra thì sau những cái phần basic như vậy thì Hiếu sẽ hướng dẫn mọi người xử lý về analog. Việc xử lý analog của PC Rockwell khá đơn giản và nó rất là flexible cho cái user, nên các bạn cứ yên tâm trong phần này. Rồi chúc các bạn buổi tối vui vẻ.